thành viên trong team. Tuy có hơi có một chút thất vọng một ở trận cuối cùng thì có một chút thất vọng là để team mất vị trí không được tổng xếp hạng. Mình đều rất là cố gắng, nỗ lực từ Hà Nội vào đây rồi. Nên là đây cũng là thành quả cho sự luyện tập hăng say của anh em trong suốt thời gian qua. Các team còn lại, 15 team còn lại trong tổng số 16 team thì trình độ thì bây giờ đều ngang nhau hết rồi. Và chỉ có yếu tố may mắn mới có thể quyết định được ai là người vô địch. Map Weekend đi đưa vào thi đấu thì chỉ để mục đích là theo mình nghĩ là để sẽ phổ biến hơn cho các team chuyên nghiệp sẽ biết đến Map Weekend đi, và các team sẽ có thêm nhiều chiến thuật mới, có thể là mang các chiến thuật từ map này sang map kia được để thay đổi phong phú cái chiến thuật thi đấu của các team.